Bao nhiêu anh chị em thấy tiêu chí này nó cũng trùng với quan điểm của anh chị em, comment xuống là số 1 cho Huy ạ. Nếu như mà anh chị em cũng đồng quan điểm với Huy là làm cái việc gì mà có tiền, đúng đạo đức, đúng pháp luật mà vui, mà giúp được nhiều người thì mình xông vào mình làm. Kể cả mình là kỹ thuật hay là kế toán, trước đấy là mình làm cái gì không quan trọng, mình đam mê cái gì không cần thiết, không cần biết, nhưng mà cái gì mà nó đạt được thì đấy là mình làm. Ok không ạ? À, đúng rồi, trùng với 3396. Cái người con số 6 như Huy ấy, là cứ phải đi giúp người thì nó mới sướng cơ. Chứ không giúp được người nên là mình cũng không sướng lắm. Nên là mình muốn vui là mình phải đi giúp người. Ok không ạ? Nhá. Đấy, thế thì khi đó thì bắt đầu mình mới đập bỏ đi anh chị em ạ. Cái khó nhất của những cái người mà kinh doanh ấy, đó là gì ạ? Đập bỏ đi những cái kiến thức cũ để mà học những kiến thức mới. Rất nhiều người khi mà có ai đó nói đến một cái chủ đề nào đó thì bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu họ cứ áp những cái thứ mà họ biết vào để mà phân định là đúng sai, dẫn đến là họ không học được cái điều gì cả. Ví dụ như là vừa rồi Huy có nói về cái việc sinh chắc vân tay, thì bắt đầu lại gì ạ, mình lại nghĩ ngay cái việc là ui giời, cái đấy nó không đúng đâu, nó không tin. Tức là tự nhiên là mình bị cái gọi là tiềm thức, những cái cũ của mình ấy, nó áp đặt vào và mình không học được cái mới. Và đấy chính là vấn đề của rất là nhiều người. Đúng rồi, nó là rào cản của tâm lý đấy, ngục tù nhận thức cũ. Đấy. Đó là lý do tại sao mà Huy rất thích cái đội mà đọc sách nhanh ấy. Bởi vì cái đội đọc sách nhanh là cái đội tư duy rất là mở, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, tiếp nhận những cái ấy, tư duy, tư tưởng của người khác. Còn những người nào mà lười đọc sách, mà ít đọc sách ấy, thì anh chị em thấy là gì? Tư duy nó tù, nó khó nói chuyện và khó hiểu lắm. Đấy, anh chị em nhìn tủ sách phía sau lưng Huy này, anh chị em thấy thì không cần phải nói là biết rồi đúng không ạ? Đấy. Huy chưa từng học đọc sách nhanh, nhưng Huy khẳng định với anh chị em là tốc độ đọc sách của Huy là không thua kém bất kể người level 2 nào đọc sách nhanh. Khẳng định luôn, bởi vì Huy đọc quá nhiều luôn. Tức là cái mình không có lý thuyết nhưng mình thực hành nó quá nhiều luôn. Hàng ngày Huy đọc rất nhiều luôn, nên tốc độ Huy đọc của Huy cực nhanh. Chưa từng học nhé, chưa từng học cái lớp của thầy Đoàn Sơn Lâm. Nhưng mà gì ạ, nhưng mà trước đây thì Huy có học một lớp của thầy, một cái thầy nước ngoài. Cũng đọc lướt này, nhưng mà mình không thực hành theo cách đấy, mình thực hành theo cách riêng của mình. Nhưng mà tốc độ của Huy rất nhanh. Nhưng mà thôi, mình không chê, không khen và cũng không so sánh thì nó lại vô cùng đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đại khái là mình là người đọc sách rất là nhiều. Thế thì ở đây cái chia sẻ câu chuyện đó là gì ạ? Mình tìm ra cái gì đó mà nó phù hợp với mình là một này. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó kiếm được tiền này. Cái thứ ba nữa là mình phải sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận này, đón nhận những kiến thức mới này. Cái thứ tư nữa, cái bài học ở đây ấy, đó là gì ạ? Đó là mình phải tìm ra cái lĩnh vực mới mà có thể kiếm được tiền và mình xông vào mình làm. Vì nó ví dụ ChatGPT nó là một công cụ mới, nó là một cái ngành mới, nó là một thị trường mới và nó mở ra cơ hội mới. Và trước giờ Huy cũng không hề biết đến ChatGPT là cái gì, cũng chẳng biết AI là cái gì anh chị em. Nhưng bởi vì cái quan điểm của Huy nó rất là thông thoáng, nó rất là tự do, nó chỉ cần đạt đúng tiêu chí của mình, nó gì ạ, kiếm được tiền, đúng đạo đức, đúng pháp luật, vui và gì ạ, giúp được nhiều người thì Huy làm. Đó là lý do Huy nhảy vào ChatGPT. Còn trước đây thì Huy nhảy vào sang đào tạo, bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đạt được những tiêu chí đấy của Huy. Khi mà làm đào tạo Huy cảm thấy vui, giúp được nhiều người, đúng đạo đức, đúng pháp luật, thế thì Huy làm thế thôi. Đấy, còn làm nhà thông minh khi đó làm sao ạ? Làm thì nó không vui, nó áp lực mà không kiếm được nhiều tiền. Làm đào tạo kiếm được nhiều tiền hơn chứ, đúng không ạ? Anh chị em thử nghĩ này nhé, Huy làm nhà thông minh ấy, cái lợi nhuận làm nhà thông minh nó rất là thấp, khoảng độ 20% thế thôi. Sau khi trừ các chi phí thì lợi nhuận khoảng 20%. Bây giờ làm đào tạo anh chị em thử tính này, Huy bỏ ra vốn một lần, Huy học không ít đâu, Huy học mất vài trăm triệu để học. Vài trăm triệu để học anh chị em nhé, không hề rẻ tí nào. Nhưng anh chị em biết điều này, là Huy cứ đào tạo là Huy có tiền. Nhưng mà gì ạ, có một cái hay này là gì ạ, càng đào tạo thì lại càng gì ạ, càng còn. Ví dụ như là Huy bán một cái sản phẩm thông minh, Huy bán đi thì hết, Huy muốn bán nữa thì Huy phải nhập thêm hàng. Nhưng đào tạo thì Huy bán kiến thức một lần, lần sau Huy lại bán kiến thức đó. Và vấn đề là gì ạ, bán một lần thì nó không hết đi, mà nó lại gì ạ, nó lại nhiều lên. Cho nên gọi là một vốn là 40 lời là như vậy. Tất nhiên nó phải phù hợp với cả cái năng lực của mình, đúng không anh chị em? Không phải ai cũng làm đào tạo được, đúng không ạ? Thế thì quan trọng nhất là cái lựa chọn thôi. Người ta bảo lựa chọn thì quan trọng hơn là lựa chọn thì quan trọng hơn là gì ạ? Nỗ lực ạ. Ờ đúng rồi. Mình cứ băn khoăn mãi tại sao mình lại lựa chọn công việc đấy mà mình không lựa chọn công việc khác, thì đấy là gì ạ? Đấy là bị giới hạn về mặt tư duy, bởi vì có nỗi sợ. Mình sợ rằng mình không làm được, mình sợ rằng thế này, sợ rằng thế kia. Thì những người học ấy, những người học và những người đọc sách nhiều ấy, là họ giảm bớt cái nỗi sợ đi. Giảm bớt cái nỗi sợ đi. Để họ gì ạ? Họ dám xông pha, để họ dám gì ạ? Vượt ra cái vùng thoải mái của mình. Mỗi thế thôi. Chứ còn đọc sách mà vẫn sợ thì chứng tỏ đọc sách đấy là sách tiêu cực. Sách đấy là sách không hay. Đúng không ạ? Đọc sách là phải giảm bớt nỗi sợ. Đấy.
thì mới vượt ra vùng an toàn của mình được. Rồi, thế thì khi đó thì bắt đầu Huy tìm kiếm các thông tin và nghiên cứu về ChatGPT. Và Huy phát hiện ra đây là một cái thị trường rất là lớn và đây là một cái gọi là cái công việc và rất là hấp dẫn. Đó. Và nó rất nhiều những cái công việc có thể kiếm được tiền. Mình có thế mạnh là đào tạo thì mình xông vào mình làm phần đào tạo. Một số anh chị em không có thế mạnh về đào tạo nhưng mình lại có thế mạnh khác. Ví dụ như bạn làm về bất động sản. Bạn sử dụng ChatGPT để gì ạ? Để làm mạnh hơn về bất động sản. Bạn làm bảo hiểm, bạn làm giáo viên, bạn nuôi cá, bán cá, hay bạn làm sinh trắc vân tay, bạn làm thần số học, sử dụng ChatGPT trong các lĩnh vực đấy là rất ok. Đúng không ạ? Hơn nữa, ChatGPT nó lại tạo ra rất nhiều công ăn việc làm mới. Trước là không có, nhưng mà bây giờ sẽ có. Ví dụ, có một cái nghề mới ra đời, đó là gọi là Prompt Engineer, tức là kỹ sư câu lệnh. Ngày xưa nó có kỹ sư phần mềm, kỹ sư về lập trình, đúng không? Rồi kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện. Bây giờ nó có ngành mới, đó là ngành kỹ sư câu lệnh. Và cái ngành này ấy, hiện nay thì chưa có trường đại học nào đào tạo hết. Chỉ có một số cái trường gọi là không phải đại học đào tạo giống như Huy bây giờ thôi. Thì Huy vừa học vừa đào tạo thôi, anh chị em ạ. Thực tế là vừa học vừa làm. Bao nhiêu anh chị em muốn vừa học vừa làm tháng kiếm mấy chục triệu thì comment là tôi ạ. Vừa học vừa làm tháng kiếm mấy chục triệu. À, kỹ sư câu lệnh. Nghề mới cho công nghệ. Đấy. Ra lệnh cho AI, nghề mới của giới công nghệ. Kỹ sư gợi ý, chuyên gia lệnh cho AI đạt kết quả mong muốn đang được gọi là một trong những công việc hấp dẫn nhất ngành công nghệ. Anh chị em biết này, ngành công nghệ là một trong những cái ngành kiếm tiền cao nhất trên thế giới. Anh chị em để ý này, Google, Facebook, Amazon, rồi là gì ạ? Là TikTok, rồi là gì ạ? Là Apple, rồi là Alibaba, rồi là Tesla, hầu hết các công ty này đều là công ty gì ạ? Công ty công nghệ. Cho nên là gì ạ? Công nghệ, những tỷ phú giàu nhất trên thế giới, anh chị em thấy không ạ? Cũng toàn công nghệ, top 10 tỷ phú toàn công nghệ là chính. Cho nên công nghệ là cái ngành gọi là hot nhất, thì ngân hàng còn đứng thứ hai nhá. Đấy. Và ra lệnh cho AI, tức là gì ạ? Prompt Engineer, thì đó là gì ạ? Nó là cái nghề gọi là hot nhất trong cái giới công nghệ bây giờ. Bao nhiêu anh chị em muốn, mà bây giờ có rất ít người biết về cái nghề này. Chưa có trường đại học nào đào tạo cái nghề này. Nếu mà mình nắm bắt được cái nghề này, anh chị em nghĩ sao? Mình có phải có thế mạnh để vượt hơn so với những người mà ngang tầm với mình hiện tại không? Những người xung quanh mình không? Bao nhiêu anh chị em nhìn thấy cái tầm nhìn này? Đấy nhá, mình đọc cho anh chị em nhé. Nếu anh chị em nhìn thấy tầm nhìn này thì hãy comment xuống là gì ạ? Là tôi nhìn thấy. Đây này, ông này 36 tuổi, làm việc startup tại COAI, dành nhiều thời gian mỗi ngày để nói chuyện với GPT. Đấy. Cậu là GPT và cậu không biết làm toán. Khả năng ghi nhớ của cậu ấn tượng, nhưng có xu hướng gây khó chịu là bịa ra câu trả lời sai hoàn toàn. Đấy. Rồi, ở dưới này nó có một cái đoạn nó nói về cái mức lương nhé. Đây anh chị em nhé, công việc này đang càng trở nên chuyên nghiệp hóa. Startup Anthropic được thành lập bởi cựu nhân viên của OpenAI đang gây tuyển dụng kỹ sư gợi ý là Prompt Engineer, kỹ sư gợi ý hay là kỹ sư câu lệnh ấy, với mức lương khoảng 335.000 đô một năm. Nào anh chị em thử nhân giúp Huy nhá, 335.000 đô nhân với tỷ giá đô bây giờ khoảng 24 đúng không ạ? Nó rơi khoảng 8 tỷ một năm, chia cho 12 tháng, mỗi tháng khoảng 670 triệu. Nào, anh chị em thử nghĩ xem, một cái startup mới ra đời mà sẵn sàng trả cho một kỹ sư câu lệnh mức lương là 670 triệu một tháng, chỉ việc làm việc ở nhà với máy tính. Anh chị em hoàn toàn có thể apply cái công việc này khi mà anh chị em ngồi ở Việt Nam làm việc với Mỹ với mức lương khoảng 670 triệu. Tất nhiên mình phải có kỹ năng về câu lệnh. Anh chị em nghĩ sao nếu như mà mình chỉ cần một nửa số này thôi là mình làm rồi. Một nửa số này là mình làm, ngồi nhà làm cũng được nhỉ. 1/4 cũng được, 1/5 cũng được, 1/10 cũng ngon rồi. 67 triệu một tháng là sẵn sàng làm việc. Ngồi nhà là vừa chăm con vừa làm việc, 67 triệu một tháng. 1/10 cái số lương này thôi anh chị em, bao nhiêu anh chị em thấy là nó cũng rất hấp dẫn. Anh chị em nghĩ sao về việc này? Tất nhiên lương của Mỹ nó phải cao hơn lương Việt Nam.
670 triệu một tháng anh chị em ạ. Đây là start up nhá. Anh chị em biết start up nó trả đâu đấy, chứ còn những cái công ty lớn mà nó đã kiếm được nhiều tiền rồi thì nó phải trả 1 tỷ một tháng. Và hoàn toàn là mình có thể ngồi tại Việt Nam. Đúng ạ, hoàn toàn mình có thể ngồi ở Việt Nam để mình có thể làm được. Thế mới hay, chỉ có ngồi với cả gì ạ? Máy tính thôi. Đó. Thế thì Huy chỉ nói ví dụ thôi nhé. Huy chỉ nói ví dụ là có những cái nghề như vậy nó ra đời. Và việc của mình đó là gì ạ? Mở cái đầu óc của mình ra để gì ạ? Để tìm kiếm. Không mở đầu óc của mình ra thì còn lâu mới biết. Đúng không ạ? Không bao giờ mình biết được. Thì cái câu chuyện của Huy cũng vậy. Trước giờ mình làm nhà thông minh thì gì ạ? Mình chỉ biết mỗi nhà thông minh thôi. Đúng không? Khi có cái gì mới, thế giới thay đổi, mình sẽ gì ạ? Không biết. Đấy, và việc của mình ấy, đập đi cái cũ, quên cái nhà thông minh đi. Bây giờ mình làm cái mới đi. Thì lúc đấy bắt đầu đầu mình mở ra, bắt đầu mới tìm kiếm, lúc đấy bắt đầu cơ hội nó đến. Giống như anh chị em bây giờ mình đang yêu một người, mình đang stick với một người, mình đang ở trong một mối quan hệ với một người ấy, thì mình đâu có cơ hội gặp người khác đúng không? Nhưng khi mà mình không có người đó nữa, bình thường mình sẽ rất buồn nữa, mình đau khổ đúng không? Nhưng đấy chính là cơ hội để mình gặp người mới. Đúng không? Đấy. Thế cho nên là việc của mình ấy, là đập đi cái cũ là rất đau khổ. Và Huy cũng đã phải trải qua cái giai đoạn đau khổ như vậy. Huy trải qua giai đoạn là rất là đau khổ khi 13, mười mấy năm trời mình làm cái công việc đó. Xong lại 5 năm học bách khoa nữa. Và mình bỏ cái công việc đấy thì mình đau khổ vô cùng. Mình cảm như là mình mất đi một cái điều gì đó rất là thân thuộc trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng ấy, mình thấy rằng đấy là cái điều mà đúng đắn nhất. Đấy là cái điều mà xứng đáng nhất đó. May mắn nhất cho mình vì là sao? Mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và trở nên thành công hơn, mạnh mẽ hơn. Và nhờ cái kinh nghiệm đó cho nên bây giờ ấy, là Huy học những cái mới nó không còn khó nữa. Đấy là lý do tại sao mà Huy học nhanh hơn rất nhiều những người khác. Huy triển khai cũng nhanh hơn rất nhiều người khác. Anh chị em tưởng tượng này, tổng cái thời gian mà Huy nghiên cứu về ChatGPT đến thời điểm này ấy, là chưa đến một tháng anh chị em ạ. Nhưng Huy chuẩn bị ra cuốn sách đấy rồi và Huy đã đào tạo được rất nhiều buổi về ChatGPT rồi. Chưa đến một tháng nhưng mà Huy đã sở hữu được kỹ năng tương đương với một kỹ sư phần mềm, kỹ sư câu lệnh level 4. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng độ 2 đến 3 người level 5 và đâu đó khoảng độ 10 người level 4 giống như Huy. Level 4, level 5, level 6, level 7, level 1, level 2 là cái gì thì trong cái team đội đào tạo của Huy ấy, nó có cái tiêu chuẩn. À mày đang level mấy thì nó có cái tiêu chuẩn, anh em tự bỏ ra tiêu chuẩn. À, và có lẽ là sau này thì cái tiêu chuẩn đấy nó cũng sẽ là cái tiêu chuẩn chung cho cộng đồng, nhưng đây là đang tiêu chuẩn trong cái nhóm nhỏ của Huy thôi. Ok không ạ? Thì đấy là cái việc mà chúng ta thấy rằng là tốc độ tăng trưởng, tốc độ học tập của chúng ta rất là quan trọng. Mình kém hơn so với những đối thủ của mình kém hơn so với những người ngoài kia. Thế thì chỉ có một cái duy nhất giúp mình vượt xa hơn họ, đấy là tốc độ học tập. Tốc độ học tập của bạn sẽ quyết định tốc độ kiếm tiền của bạn. Bắt buộc mình phải học tập của mình phải nhanh hơn, mình đọc sách nhanh hơn. Đấy là một cái đấy là một kỹ năng sống còn để mà mình chiến thắng được đối thủ. Thương trường là chiến trường. Chiến thắng những cái người mà đang gọi là cạnh tranh với mình. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải đọc sách nhanh. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy mình tham gia vào lớp đọc sách nhanh là quá là đúng đắn để comment tôi. Đấy là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng học là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng vua. Kỹ năng học là kỹ năng vua của tất cả kỹ năng khác. Bao nhiêu anh chị em thấy mình vào đọc sách nhanh là chuẩn comment đó rồi. Comment tôi phát nào. Đấy. Đúng không? Kỹ năng học, kỹ năng vua, mình học được thì kỹ năng nào mình học được hết. Đã là người mà có khả năng học thì kỹ năng nào cũng học được hết. Đấy. Canh chua bữa mẹ nấu ngon lắm mẹ. Vâng, cảm ơn bạn Thanh Hà. Canh chua rất ngon nhưng mà bây giờ mà nói canh chua là coi như là chảy nước miếng là không nói được đâu. Ok thì đấy, nó cứ nuốt bọt. Thì làm sao mà mình thành công được nếu mà mình không có những cái cơ bản như vậy đúng không ạ? Cơ bản là phải đọc sách và học tập. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ một chủ đề về đọc sách, nhưng mà không chỉ đọc sách mà còn viết sách. Không sao. Mình đọc sách thì mình rất ngưỡng mộ những người viết sách. Đúng hay rất đúng. Bao nhiêu anh chị em thấy là khi mà mình đọc sách mình rất ngưỡng mộ những người viết sách. Giống như Huy đọc sách mình ngưỡng mộ những người viết sách vô cùng luôn và rất là mong muốn mình viết được một cuốn sách. Rất mong muốn mình viết được cuốn sách cho bản thân mình, để tên mình, dán ảnh mình vào, sau đó là xuất bản sách giấy, cầm ngắm thế thôi. Chẳng cần bán, ngắm nữa. Xong rồi có bạn bè nó đây mình đem mình tặng. Hợp lý không? Cũng được. Ok không? Cũng hay mà. Mình tặng thì sao? Nó cũng chẳng đặc đâu. Nhưng mà nó đi đâu nó giới thiệu bạn tao đấy, tác giả sách. Ôi trời ơi, cảm thấy rất là ấm lòng. Được không anh nhé? Nha. Đấy. Và bây giờ thì có một bí kíp giúp cho anh chị em viết cuốn sách trong vòng khoảng độ tầm ngày ra cuốn sách.
ngày ra cuốn sách, ngày ra cuốn sách. Nếu mà anh chị em chăm chỉ thì cứ mỗi ngày ra cuốn sách, tuần ra 7 cuốn xong đầu. Mà đây nhá, Huy chia sẻ luôn cho anh chị em cuốn sách Huy vừa mới làm xong. Cũng có chia sẻ cho một số anh em rồi nhưng mà không biết là ấy không. Đây. Đấy. Anh chị em có nhìn thấy cuốn sách không? Thấy không Phương? Có. Đấy. Cuốn sách này gì ạ? Viết bằng tiếng Anh anh chị em. Máu. Đây là cuốn sách tiếng Việt. Đấy anh chị em thấy không ạ? Bìa sách nhìn đẹp long lanh không? Đấy. Đấy nhá. Đấy. Rất là long lanh luôn. Đây. Đây. Cuốn sách 5 cách cải thiện khả năng ghi nhớ. Cuốn sách này nó ra đời cơ duyên như này anh chị em ạ. Đấy là Huy làm cái slide để đào tạo cho cộng đồng đọc sách nhanh. Thế mình bảo đọc sách thì họ có gặp vấn đề gì không ạ? À, sau khi mình tìm hiểu các vấn đề của cái đội đọc sách nhanh thì có một cái vấn đề đó là Huy thấy rằng là nó giống mình, đó là gì ạ? Đọc nhưng mà nó không nhớ. Đọc xong nó hay quên. Đấy. Thế thì mình bảo là có cách nào để tăng khả năng ghi nhớ không nhỉ? Thế bắt đầu mình là gì ạ? Nghĩ ra cái chủ đề là 5 cách cải thiện khả năng ghi nhớ. Đó. Thế sau đó là gì ạ? Là đưa vào ChatGPT nó viết. Và cho Huy xin hỏi anh chị em nào ở trong team học nâng cao cùng với Huy mà đã dở cuốn sách này ra đọc rồi thì comment xuống xem là mình đọc, mình xem cuốn sách này mình thấy cảm giác thấy như nào. Hoặc là bật mic lên nói, có ai mà dở cuốn sách này đọc khoảng vài chương đầu ấy, hoặc vài trang cũng được, hoặc đọc hết thì càng tốt. Anh chị em khả năng đọc sách nhanh, khả năng đọc hết. Có 60 trang thôi, chắc đọc tí là hết. Có không? Có anh chị em nào đọc rồi không? Em đọc xong rồi à? Bây giờ nhé. Xin mời bạn Võ Thị Thu Thủy với bạn Nguyễn Dung, hai bạn đã đọc sách rồi. Thì thử bật mic lên thử nói xem là cuốn sách này viết có hay không? Dạ, em xin chào thầy, em chào các anh chị trong lớp. Em tên là Võ Thị Thu Thủy ạ. Em ở tem của thầy Nguyễn Quang Huy thì thầy chia sẻ cái đường link sách á, thì em cũng rất là háo hức tò mò, không biết là khi mà sử dụng AI thì quyển sách nó trông như thế nào và ra làm sao, thì em cũng tò mò em click vô cái đường link của thầy Huy chia sẻ trong nhóm á, thì em cũng có đọc. Ồ, rất là hay, bài bản và logic nha các anh chị. Em không ngờ và không nghĩ rằng là em lại có duyên để gặp được thầy Huy để đọc thử cuốn sách đầu tay của thầy Huy viết, và em nghĩ là có lẽ là em tìm được một người thầy để dẫn dắt mình thực hiện cái giấc mơ viết sách của mình rồi đấy ạ. Cảm ơn. Ok, tuyệt vời quá, cảm ơn bạn Thu Thủy. Anh chị em thấy không ạ, Huy có thể sản xuất một cuốn sách mà những người nào đọc rồi ấy thì 90% đều khen là hay, logic hấp dẫn. Đấy, cái này hội nội hấp dẫn, mà đây mới là cái cuốn sách đầu tay, tức là gì ạ? Nó còn rất là thô, nó rất là thô sơ và không có nhiều thời gian để chăm chút cho nó, thực tế là như vậy. Thêm cái điều nữa là kỹ năng đọc sách nhanh cũng không phải là chuyên môn của mình. Như Huy nói, Huy chưa từng học một lớp nào về đọc sách nhanh hết. Cho nên là gì ạ? Cho nên là những cái thông tin có thể là mình cũng không chăm chút được nó hoàn toàn. Nhưng mà Huy đã ngồi Huy đọc lại toàn bộ cuốn sách thì Huy thấy là gì ạ? Nó cũng rất là logic và rất là hợp lý. Đấy, và viết được cả bằng tiếng Anh luôn. Và Huy khẳng định là một quyển sách tiếng Anh như này hoàn toàn có thể xuất bản trên Amazon Kindle được. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em nghĩ là cuốn sách như này, hoàn thiện như này thì đủ sức để mà gì ạ? Xuất bản trên Amazon Kindle. Và thậm chí là mình có thể là gì ạ? In ra để mình tặng cho bạn bè. Đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt đó là gì ạ? Toàn bộ thời gian để Huy viết sách, tổng thời gian thì Huy viết trong vòng khoảng độ 2 ngày. Nhưng mà mỗi ngày mình viết khoảng độ 2-3 tiếng thôi. Cho nên tổng thời gian Huy viết thì Huy nói là khoảng độ tầm 7-8 tiếng gì đó. Đấy là cuốn sách đầu tiên là vừa viết vừa mò vừa tập nhé. Và Huy khẳng định càng cuốn sách sau thì mình viết càng nhanh hơn. Bao nhiêu anh chị em tin rằng là gì ạ? Càng cuốn sách sau thì mình sẽ càng viết nhanh hơn. Đấy. Ok không ạ? Đấy, đây là hai cuốn sách về tiếng Anh và tiếng Việt. Được chưa? Ok nha. Rồi. Thì hơi lan man một tí đến 11 giờ thì bây giờ Huy sẽ demo thật là nhanh cho anh chị em để hướng dẫn anh chị em từng bước. Và ngày hôm nay thì sẽ không thể nào mà viết đầy đủ một trang sách trong vòng một tiếng cho anh chị em được. Thì Huy sẽ hướng dẫn các bước để anh chị em viết. Được không ạ? Nhá. Rồi. Thì hôm trước có bạn nào đấy đặt hàng Huy viết một cái cuốn sách. Nói chung là có buổi trước ấy, có bạn nào bạn đăng ký ấy. Huy không nhớ. Có 3 bạn đăng ký thì Huy mới giúp được một bạn ấy. Còn 2 bạn nữa là bạn nào ấy?
không nhớ tên, vì là cái trí nhớ của mình nó kém đấy, trí nhớ mình kém nên mình phải viết cái cuốn sách về cải thiện khả năng ghi nhớ. Kim Ngân hay sao? Kim Ngân hay là Kim Ánh gì đấy, với cả bạn Huệ hình như là hôm nay xin phép không có mặt đấy. Thì đầu tiên khi mà viết một cuốn sách ấy, thì chúng ta cần quan tâm đến một cái chủ đề nào đó. Chúng ta có một cái năng lực, có một cái khả năng, có cái hiểu biết về cái chủ đề nào ấy, hoặc là mình đang quan tâm, đang muốn học về chủ đề nào đó, được không ạ? Thì mình viết xuống cái chủ đề mà mình muốn viết sách đầu tiên từ cái chủ đề. Ví dụ như là Huy đầu tiên cái ý tưởng của Huy viết sách về năm cách khả năng ghi nhớ đấy là gì ạ? Là ý tưởng của Huy đó là gì ạ? Tìm hiểu về vấn đề của những người đang đọc sách, được chưa ạ? Cái nguyên tắc đầu tiên nó phải bắt nguồn từ gì ạ? Vấn đề của thị trường, được chưa ạ? Mà vấn đề thị trường thì thị trường nó là thị trường gì? Nào bây giờ anh chị em chúng ta viết xuống cái thị trường hay là cái ngách mà mình đang làm việc hoặc đang quan tâm hoặc đang muốn học thêm. Viết xuống ạ, thật nhanh. Anh chị em nào mà nhanh thì Huy có thể là hỗ trợ viết luôn cho anh chị em cuốn sách. ChatGPT vào giáo dục, ok nhá. Bạn này đầu tiên này, Thanh Hà nhá. ChatGPT ở trong giáo dục. Rồi. Rồi. ChatGPT trong giáo dục, được chưa? Rồi nhá, bây giờ mình sẽ thử nghiệm nhá. Đầu tiên là xin chào. Rồi. Trong giáo dục thì nó sẽ có chia ra rất là nhiều các loại, các cái ngách khác nhau. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, cao học, đúng không ạ? Thế thì bạn Thanh Hà đang quan tâm vào giáo dục về mầm non hay là về phổ thông trung học hay là về đại học? Bạn có thể chia sẻ thêm được không? Giáo dục đào trong đào tạo. Giáo dục và đào tạo trong thời đại CM công nghiệp 4.0. Dạy con tự học. Giáo dục tiểu học, ok nha. À, cách mạng công nghiệp. Cái vụ mà cách mạng công nghiệp này hay này. Cái này là Huy cũng quan tâm này. À, giáo dục tiểu học thì cũng quan tâm vì con Huy cũng đang ở tầm tiểu học. Rồi nhá. Bây giờ anh chị em thử vote cho Huy xem là mình thích về cái giáo dục trong cái lĩnh vực là gọi là cách mạng công nghiệp hay là giáo dục trong cái việc tiểu học. Anh chị em nếu mà quan tâm đến cái tiểu học thì comment xuống là tiểu học, còn quan tâm đến là cách mạng công nghiệp thì comment xuống là cách mạng công nghiệp. Nói chung là chủ đề nào mình cũng chơi được hết, có ChatGPT là mình tự tin mình chơi hết. Đó, nhưng mà mỗi hôm thì mình chơi được có một món thôi, cho nên là anh chị em comment xuống chủ đề mà mình quan tâm. Nếu như mà nhiều người mà cùng một chủ đề thì tức là gì ạ? Là thị trường quan tâm đến cái nào thì mình phải phục vụ cái đấy chứ. Phục vụ số đông như này, đúng không anh chị em? TH là tiểu học này. À rồi. Tiểu học là 1 này, 2 này, 3 này. 32 rồi. 3 đều rồi. Nào anh em tiếp tục đi, 40 50 người mà trời ơi, bao nhiêu người? 41 người mà tiếp tục đi nào. 4 này. Kỹ năng sống cho trung học cơ sở. Rồi. Mình tập trung thôi. Lúc nãy bảo thì không nhắn, bây giờ hỏi thì lại là trung học cơ sở. 4 đều này. Tiểu học với mầm non nó có giống nhau không nhỉ? Bảo tiểu học mầm non. À mầm non nó khác, mầm non nó bé hơn. Con Huy có một đứa mầm non, đứa tiểu học. Rồi. À, thế mầm non cho là tiểu học nhé. Thì là 5, 4. 5 đều mất rồi anh chị em ơi. 6, 6 năm. Và cách mạng công nghiệp đang là gì ạ? Đang 6 rồi. Anh chị em muốn tiểu học thì mình phải xông pha, mình comment đi, không là gì ạ? Không tí nữa đấy. 7 năm rồi. Rồi cách mạng công nghiệp 7 năm rồi. Nào. Thêm 30 giây nữa cho anh chị em comment nhé. Không là tí nữa mình lại bảo ui, đang quan tâm đến tiểu học mà chẳng làm tiểu học. Mình không chịu comment đi. 8 năm rồi, 9 năm rồi. Rồi ơi, thôi rồi, chốt nhá. Cách mạng công nghiệp, ok. Rồi. Mình cứ có từ khóa đấy xong xem mình xem là cái từ khóa này mình nghe có vẻ nó cũng khoai đấy, cũng khó đấy đúng không? Nhưng cũng lạ đấy đúng không? Tiểu học có vẻ nhiều người viết sách quá rồi. Bây giờ mình viết về cách mạng công nghiệp để cho nó máu. Được không anh em? Nó khó thì nó mới thể hiện được trình độ của ChatGPT. Dễ thì ai chẳng hạn. Chẳng cần phải ChatGPT. Đúng rồi nhá. Bây giờ mình chơi cái khó nhá. Cách mạng công nghiệp. Rồi. Đây còn giáo dục trong cách mạng công nghiệp. À, bây giờ là gì ạ? Mình sẽ đặt câu hỏi này. Nào. Hãy cho tôi biết đấy về những lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0. Đấy. Đầu tiên là mình chưa biết cách mạng công nghiệp 4.0 là cái gì, mình cứ phải hỏi nó đã. Được chưa? Đây, nó trả lời này, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đấy là gì ạ? Là một cuộc phát triển
tiên tiến của công nghiệp được gì ạ? Được đặc trưng bởi các kết nối đám mây này, trí tuệ nhân tạo này, internet of things này, robot và các công nghệ thông tin khác. Dưới đây là một số lĩnh vực chính của cách mạng công nghiệp. Anh chị em nhớ điều này này. Chúng ta có bốn nền, bốn cái cuộc cách mạng công nghiệp. Cuộc cách mạng thứ nhất đó là cuộc cách mạng về máy hơi nước, được chưa ạ? Cuộc cách mạng thứ hai đấy là cuộc cách mạng về gì ạ? Máy gọi là sinh nhiệt điện, tức là cái động cơ chạy bằng điện. Cái đầu tiên là động cơ hơi nước, đấy. Cái thứ hai là động cơ chạy bằng điện. Cái thứ ba đấy là gì ạ? Là ngành cái cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 ấy, đó là về tự động hóa. Đó, đưa máy móc vào trong gì ạ? Trong quy trình làm việc. Đó không ạ? Đấy. Và cái cách mạng công nghiệp 4.0 mà hiện nay chúng ta đang nói đến ấy. Đấy, bởi vì là gì ạ? Nó có ba cái yếu tố chính. Một, đấy là gì ạ? Nó là kết nối vạn vật, tức là Internet of Things. Đây này, ở đây nó có ghi Internet of Things này. Cái thứ hai là trí tuệ nhân tạo này. Đấy, cái thứ ba nữa là gì ạ? Kết nối đám mây, tức là gọi là Big Data đấy. Được chưa ạ? Tất cả cái data nó được gì ạ? Được chia sẻ được online hết. Đó. Và trí tuệ nhân tạo nó không chỉ là một cái trend nhất thời, nó không ChatGPT, nó không phải là cái trò hề mà có thể chen lên xong đó là người ta lại lãng quên nó giống như là những cái chen khác đâu, mà nó là gì ạ? Nó là một đặc trưng của nền công nghiệp 4.0, cho nên nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là một cái chen dài hơi, nó sẽ kéo dài vài chục năm, bởi vì mỗi một cuộc cách mạng thì anh chị em biết là gì ạ? Mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp ấy, thì nó kéo dài vài chục năm đến vài trăm năm. Đó, cho nên là gì ạ? Là trí tuệ nhân tạo nó là một phần trong đó. Và nếu mà chúng ta đi đầu trong cái lĩnh vực này thì Huy khẳng định với anh chị em là chúng ta sẽ có khả năng thay đổi rất nhiều. Ok không ạ? Rồi, trong cái ngành công nghiệp 4.0 này thì chúng ta phải tìm ra những cái ngách. Cái ngách thứ nhất đấy là sản xuất thông minh. Đấy. Cái thứ hai là điện toán đám mây, cái thứ ba là thương mại điện tử. Cái thứ năm là gì ạ? Điều khiển tự động. Thứ sáu là gì ạ? Dịch vụ trực tuyến. Thứ bảy là chăm sóc sức khỏe thông minh. Thứ bảy là đô thị thông minh. Đó, đây là một số cái ví dụ về cách mạng 4.0. Thế bây giờ mình lại hướng đến việc là gì ạ? Giáo dục trong ngành công nghiệp này. Giáo dục trong ngành công nghiệp này. Thì bây giờ mình sẽ phải chọn cho mình một cái lĩnh vực để mình đào tạo. Đúng không? Mình phải có một cái lĩnh vực nào đó để mình đào tạo. Giáo dục nó đào tạo thôi. Thì mình đào tạo mọi người trong cái lĩnh vực này. Nó phải có một cái ngách nào đó. Được chưa ạ? Ví dụ như là mình có thể chọn nó ngách là gì ạ? Điều khiển tự động này. Đấy. Hoặc là chăm sóc sức khỏe thông minh này. Đấy. Hoặc là dịch vụ trực tuyến này. Học trực tuyến này, tư vấn trực tuyến này, dịch vụ y tế. Ví dụ như Huy ở đây đang cung cấp một cái dịch vụ trực tuyến giống như là gì ạ? Đang Zoom trực tuyến này anh chị em. Online đào tạo trực tuyến này. Đúng không ạ? Là Huy đang cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp 4.0 là đào tạo trực tuyến. Và Huy cũng đang là gì ạ? Đang là một trong người làm giáo dục trong ngành công nghệ 4.0. Đúng không ạ? Để giúp cho mọi người là gì ạ? Là làm chủ các công nghệ. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sâu hơn. Về cho tôi những ý tưởng về việc giáo dục và đào tạo con người trong nền công nghiệp 4.0. Nào xem nó nói không. Để giáo dục và đào tạo con người trong nền công nghiệp 4.0, hãy tham khảo một số ý tưởng sau. Thứ nhất là khuyến khích học STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học từ sớm. À, học STEM này là liên quan đến gì ạ? Liên quan đến mầm non này, tiểu học đấy này anh chị em. Huy thấy tiểu học hay nhắc đến cái phương pháp STEM này. Đúng không ạ? Mẫu giáo mầm non có này. Là những kỹ năng cần thiết cho nền công nghiệp 4.0 bao gồm lập trình, thiết kế, quản lý dữ liệu, robot, trí tuệ nhân tạo và IoT, giúp việc trẻ em phát triển các kỹ năng từ sớm, giúp họ trở thành những chuyên gia trong tương lai. Cái thứ hai là học tập trực tuyến, vì học trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời truy cập nhiều tài liệu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Thứ ba là học tập theo nhu cầu, để đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp 4.0, việc học tập cần phải linh hoạt và đa dạng. Chương trình học tập có thể thiết kế dựa trên nhu cầu của học viên hoặc nhân viên công ty để đảm bảo rằng họ được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết cho công việc. Thứ tư nữa là học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong môi trường công nghiệp 4.0. Việc học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm là rất quan trọng. Các chương trình đào tạo có thể bao gồm hoạt động như thực tập, hội thảo, sự kiện, networking để giúp học viên kết nối học hỏi và phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn. Ngoài kỹ năng chuyên môn, việc phát triển kỹ năng mềm cũng rất quan trọng trong nền công nghiệp 4.0. Các kỹ năng này quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề, đóng vai trò trong công việc của cá nhân. Thứ sáu là cập nhật kiến thức thường xuyên. Công nghệ phát triển rất nhanh, do đó việc cập nhật kiến thức. Tiếp tục từ chỗ còn dang dở. Đấy. Cập nhật kiến thức thường xuyên. Công nghệ phát triển rất nhanh, do đó việc cập nhật kiến thức và kỹ năng thường xuyên rất quan trọng. Các chương trình đào tạo cung cấp các khóa học ngắn hạn, các buổi đào tạo thường xuyên giúp nhân viên cập nhật kiến thức mới nhất trong ngành của mình. Học lập trình quốc tế, thúc đẩy tư duy sáng tạo,
học tập qua trải nghiệm, đào tạo các chuyên gia phát triển công nghệ. Wow. Rồi, đây là những ý tưởng về cách giáo dục và đào tạo con người trong nền công nghiệp 4.0. Rồi, anh chị em có ý tưởng gì chưa? Bây giờ có ý tưởng gì viết sách chưa? Anh chị em cùng nhau đóng góp, cùng Huy đóng góp với cuốn sách này nhé. Anh chị em là đóng góp nhiều nhé, xong rồi lại giúp Huy mà sửa lỗi cho cuốn sách này nhé. Thì anh chị em sẽ được ghi tên là đồng tác giả nhé. Huy sẽ cho khoảng độ 3 vị trí đồng tác giả. Bao nhiêu anh chị em muốn trở thành đồng tác giả với Huy cuốn sách về công nghệ giáo dục trong nền công nghiệp 4.0. Được không anh em? Động cơ điện tin học, tự động hóa Internet Big Data. Mỗi người chat GPT. À, không quan trọng nhé. Không quan trọng nhé. Không quan trọng nhé. Bây giờ mình hỏi nó tí nữa nó lại nói, nó hơi khác một tí. Quan trọng mình thấy hợp lý là được, bởi vì tư duy của con người cũng vậy. Không có cái gì là hoàn hảo hết, đúng không ạ? Nó chỉ hoàn hảo đến cái thời điểm mà mình nói thôi. Đến lúc thời điểm sau thì nó lại có thời điểm hoàn hảo hơn. Cho nên luôn luôn có cái tốt và có cái tốt hơn. Nên mình đừng đợi hoàn hảo. Có nhiều người cứ phải hoàn hảo, cái này nó vẫn thiếu thiếu. Đúng rồi, thiếu cũng được. Thiếu thì nó có cơ hội cho người khác nói. Anh chị em nhé. Đừng đợi hoàn hảo. Hoàn hảo là kẻ thù của thành công. Mình cứ hoàn thành đi đã, hoàn hảo tính xong. Mình lại có cơ hội viết quyển số 2, số 3. Các thầy, các ông viết sách cũng vậy mà, làm gì có ông nào hoàn hảo đâu. Ông hoàn hảo nhất thì cũng ông sau vẫn hoàn hảo hơn mà, đúng không ạ? Thế nên kệ nó, không sao hết. Rồi nhá. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều cái ngách như này. Bây giờ chúng ta chọn một trong các ngách thôi, hoặc là chọn 2, 3, 4 cái ngách là nó để chúng ta làm. Ví dụ như là thúc đẩy tư duy sáng tạo này, học tập quốc tế này, cập nhật kiến thức thường xuyên này, học qua trải nghiệm này. Như vậy là mình sẽ suy nghĩ về một cái tiêu đề một cuốn sách, tức là gì ạ? Hãy cho tôi đấy. Đầu tiên mình nói là gì ạ? Tôi muốn viết một cuốn sách đấy về chủ đề đấy, đào tạo con người trong thời đại mới 4.0. Trong cuốn sách có nhắc tới những cơ hội và thách thức của những người đang học tập và làm việc trong giai đoạn nền công nghiệp 4.0. Hãy cho tôi gợi ý về 5 tiêu đề cuốn sách phù hợp với nội dung trên. Rồi, gửi em rồi. Dưới đây là 5 tiêu đề cuốn sách về đào tạo con người trong thời đại mới 4.0, đào tạo con người trong nền công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức, thiết kế chương trình đào tạo trong thời đại mới hướng tới công nghiệp 4.0, đào tạo kỹ năng cho nhân viên công nghiệp 4.0, những chiến lược thành công, học tập và làm việc trong thời đại công nghiệp 4.0, nguồn cảm hứng và kỹ năng cần thiết, các chuyên gia công nghệ 4.0, những kỹ năng và trách nhiệm của họ trong tương lai. Nào, anh chị em chọn cái tiêu đề nào? Anh chị em nào mà nhiệt tình nhất là Huy sẽ cho đồng tác giả luôn. Thật nhanh nào, thời gian không có nhiều. Số 4 này, học tập và làm việc trong thời đại công nghệ 4.0, nguồn cảm hứng và kỹ năng cần thiết. Rồi, bao nhiêu anh chị em có chọn số 1, cơ hội và thách thức? Cái thứ hai là gì ạ? Hướng tới công nghiệp. Hướng tới công nghiệp 4.0, thiết kế chương trình đào tạo trong thời đại mới. Hay là số 3 là gì ạ? Đào tạo kỹ năng cho nhân viên. Số 5 là các chuyên gia công nghệ, kỹ năng và trách nhiệm. Số 2 à? Có vẻ là số 4 này. Số 4 với số 2 này. Còn ai nữa không ạ? Comment nhiều nhiệt tình vào. Nữa đi ạ. Số 4 này. Có vẻ là số 4 này, có vẻ hấp dẫn này. 4 này, có 4 người rồi, 5 người rồi. 5 người số 4 rồi, 6 người số 4. Ok nhá. Chọn số 4 nhá. Cái này anh chị em không cần phải lý, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Mình thích cái nào mình chọn cái đấy thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cơ bản nó là gì ạ? Cứ số đông thì nó chọn theo cái sở thích thôi. Mình không cần phân tích quá nhiều, không cần biết đúng hay sai. Bởi vì đúng hay sai nó mang tính chất là gì ạ? Tương đối. Đúng không ạ? Học tập và làm việc trong thời đại 4.0, nguồn cảm hứng và kỹ năng cần thiết. Ok, chết mày rồi, có tiêu đề cuốn sách rồi. Huy nói mình chỉ biết là gì ạ? Có tiêu đề cuốn sách là cái quan trọng nhất. Tiêu đề cuốn sách là cực kỳ quan trọng. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ Huy sẽ nói cho nó là gì ạ? Hãy đóng vai là một tác giả viết sách
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo con người thời đại mới 4.0. Hãy viết cho tôi outline. Outline nó là gọi là bản thảo hay là tiêu đề hay là cái gọi là sườn ấy, sườn của cuốn sách với chủ đề đấy, đúng chưa? Học tập và làm việc trong thời đại công nghiệp 4.0, nguồn cảm hứng và kỹ năng cần thiết, đúng chưa? Đấy, bảo viết outline thì nó sẽ hiểu ngay. Đây là một outline cho cuốn sách về chủ đề này. Đầu bước đấy, chương 1 giới thiệu lý do viết cuốn sách, mục tiêu cuốn sách. Lý do 2, học tập trong thời đại 4.0, sự xuất hiện của công nghiệp 4.0 thay đổi mang lại các thách thức và cơ hội học tập trong thời đại công nghiệp 4.0, tầm quan trọng của học tập liên tục và phát triển nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp, các kỹ năng cần thiết trong kỹ năng số này, kỹ năng tư duy sáng tạo này, kỹ năng mềm này, các kỹ năng cần thiết cho các chuyên gia công nghệ này, bao gồm AI này, thấy chưa anh chị em thấy không? Trong công nghiệp 4.0 nó mặc định là đã có AI rồi, không học AI thì còn học cái gì? IoT này, blockchain này, robot này. Đấy chưa? IoT anh chị em thấy nó khó mà, blockchain khó mà, robot bán khó. Cái pin này kìa. Đúng không anh chị em? AI này dễ nhất rồi. Đúng không? Đây, các kỹ năng cần thiết này. Rồi. À, cứ làm kỹ sư câu lệnh, kỹ sư gợi ý. Yeah, kỹ sư cấu lệnh kiếm mấy trăm triệu tháng được. Học tập phát triển này, học tập và làm việc trong thực tế này, học tập phát triển nghề nghiệp qua các khóa học trực tuyến này, qua lớp học thực hành này, học tập và trải nghiệm này, bao gồm thực tập và các cái dự án nghiên cứu thực tế này, thực hành các kỹ năng vừa học trong thực tế này, tương lai của học tập và làm việc trong thời đại công nghiệp 4.0 này, xu hướng và thách thức này, cách tiếp cận để đối mặt với những thay đổi và tạo ra cơ hội trong tương lai này, sự cần thiết của học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp trong tương lai này, được chưa? Kết luận, tóm tắt những điểm chính và đưa ra lời khuyên cho độc giả. Hay không anh chị em? Ok không? Duyệt không? Duyệt thì duyệt, còn không thì bảo nó viết cái mới. Copy này. Được chưa? Đấy. Sau đó là mình qua Drive. Đó. Mình tạo một cái tài liệu mới. Hay là thử viết bằng nốt tuần đi. Đấy. Đây. Viết tuần Brian nhiều, bây giờ thử viết bằng nốt tuần đi. Rồi. New đi. Rồi nha. Nếu mà mình không thấy hài lòng nhá, mình bảo nó tạo cái mới. Đây, cái mới này, lý do viết sách, mục tiêu của cuốn sách này. Cơ hội thách thức trong công nghiệp 4.0 này, cơ hội và tiềm năng này. À, những thách thức trong công nghiệp này. À, những thay đổi của học tập theo công nghiệp 4.0 này, học tập theo nhu cầu định hướng này. À, các kỹ năng cần thiết, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng sáng tạo này, kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng sống này. Nha. Công việc trong thời đại này, thay đổi công việc trong những nghề và những nghề nghiệp mới này. Tầm nhìn về tương lai và của công nghiệp 4.0 này, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong công nghiệp 4.0 này, các doanh nghiệp để tận dụng cơ hội và đối phó thách thức này, tinh thần sẵn sàng học hỏi và thích ứng này, điều kiện thành công trong thời sự quan tâm đến phát triển bản thân và nghề nghiệp này, tìm hiểu và cập nhật kiến thức mới này, kết luận này, tóm tắt những điểm chính cuốn sách này, khuyến nghị và lời khuyên của độc giả này. Wow, anh chị em thấy không ạ? Ôi, lại một cái gọi là outline mới, lại một cái cuốn sách mới ra đời, đúng không ạ? Chỉ cần refresh phát lại có một cái cuốn sách mới. Chị em nghĩ sao? Cái này hay hơn hay cái nãy hay hơn nhỉ? Đấy. Rồi. Lấy cái này nhá. Cái này hay hơn ạ. Cái này hay hơn à? Rồi. Mày chết phải không? Anh chị em thấy không? Bình thường để mà mình ngồi nghĩ ra cái này cũng mất mồ hôi, mất mấy ngày, nhanh là mấy ngày. Rồi, tôi viết vào đây đã. Thằng Norton có cái hay, nó tự động, nó nói chung là nó hay. Rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ bắt đầu viết sách này. Ok nhá. Rồi. À, mình tiếp tục yêu cầu đóng vai này. Đóng vai là chuyên gia nhá. Sau đó là gì ạ?
viết cho tôi. Đấy, nội dung phần 1. Đấy, là giới thiệu của cuốn sách này. Mình cho nó cả hai luôn. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Đấy. Bắt đầu bằng một câu chuyện thú vị. Rồi. Nó từng mình mới sử dụng thôi, chưa kinh nghiệm gì, nhưng mà vài bữa nữa là thành thạo ngay. Đấy, phần 1 giới thiệu cuốn sách, bắt đầu một câu chuyện thú vị. Mình bỏ cái đoạn này đi nhá. À, khi tôi bắt đầu công việc giảng dạy trong lĩnh vực đào tạo 4.0, tôi thực sự cảm thấy thú vị và hào hứng về tương lai. Nhưng khi tôi trao đổi với học viên và nhân viên, tôi nhận thấy họ đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc thích ứng với thế giới công nghệ mới. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ những người này. Đó là lý do tôi quyết định viết ra cuốn sách này. Hay không anh chị em? Mục tiêu của cuốn sách. Nào, anh em cứ bình tĩnh comment xuống tôi. Đừng có gây tiếng ồn. Mình thích thì mình comment nhé. Anh chị em thấy hay comment nhé. Mục tiêu cuốn sách. Cuốn sách này được viết nhằm giúp đỡ những người đang học tập và làm việc trong thế giới công nghiệp 4.0. Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp... Admin nào? Tắt chế độ bật mic. Khi nào cho phép mới được bật, là mất hứng. Rồi, mục tiêu cuốn sách này cung cấp cho độc giả những kiến thức, kỹ năng cần thiết để họ có thể thích ứng với thế giới công nghiệp mới và sự phát triển công nghiệp của mình. Sự phát triển công việc, sự nghiệp của mình. Cuốn sách sẽ cung cấp cho độc giả các chủ đề như cơ hội và thách thức trong công nghiệp 4.0, học tập và đào tạo trong thế giới công nghiệp mới, các kỹ năng cần thiết trong công việc trong công nghiệp 4.0, những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp và các điều kiện cần để thành công trong nền công nghiệp 4.0. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp đỡ độc giả tìm được nguồn cảm hứng và trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức để đạt được thành công trong công nghiệp mới. Như vậy là phần 1 là gì ạ? Ngắn gọn đơn giản thế thôi, không cần dài dòng đâu, được chưa? Phần 1 mình đưa vào đây. Đấy, đưa phần 1 vào đây. Được chưa ạ? Đấy, bỏ chữ bắt đầu câu chuyện thú vị đi nhé. Đấy, được chưa? Rồi, phần 1 giới thiệu cuốn sách thì mình bỏ cái này đi. Đó, đấy, lý do viết sách. Lý do viết sách thì mình gì ạ? Mình kéo nó lên trên này. Đấy, anh chị em thấy không? Nó tuần nó hay đấy. Mục tiêu cuốn sách mình kéo lên đây. Đấy, thì mình xóa cái này đi. Được chưa ạ? Ok. Đấy, như vậy là gì ạ? Mình vừa làm đến đâu xong đấy là gì ạ? Là đến đấy là cái phần đấy nó thành ấy luôn. Đấy. Thằng Norton này nó có AI nhé, cho nên là gì ạ? Là nó rất là nhanh. Đây này, Ask AI này, hỏi phát là gì? AI tự viết luôn. Đấy, thậm chí sau khi sẽ hướng dẫn anh chị em viết sách bằng Norton luôn. Rồi, ở đây nha, mình có thể điều chỉnh luôn được cái gì ạ? Cái header đây này. Đấy, cái header letter đây này. Tức là gì ạ? Mình đưa nó thành cái gì ạ? Cái mục lục cuốn sách luôn. Bằng cái việc là mình đưa cái tiêu mục cuốn sách này. Sau mình chỉ cần ấn insert phát là gì ạ? Mục lục cuốn sách nó hiện ra luôn. Rồi, tiếp theo là cái đoạn này. Cơ hội và thách thức trong công nghiệp 4.0. Cơ hội, tiềm năng, công nghiệp, những thách thức. Rồi, mình lại đưa vào đây. Đấy, mình lại bảo là gì ạ? Đóng vai này, được chưa? Đấy. Đấy. Đóng vai này. Viết cho tôi này, phần 2 này. Phần 2 này. Đấy. Yêu cầu này. Yêu cầu thêm này. Đấy. Có những dẫn chứng cụ thể, giọng văn thuyết phục. Đấy. À, thuyết phục. Hấp dẫn. Đấy, quên. Còn cái độ dài nữa. Tôi đổ không sao. Cái phần này cũng cơ hội thách thức cũng chưa cần nhiều lắm. Cơ hội và thách thức trong công nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 mang lại cho ta rất nhiều cơ hội và tiềm năng mới. Công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, robot học và blockchain sẽ giúp chúng ta nâng cao. Có vẻ hơi ngắn, Huy sẽ yêu cầu nó viết dài hơn anh chị nhé. Đấy, cái đoạn này là phần thứ hai rồi. Đấy, hấp dẫn. Độ dài khoảng 1.000 từ. Đấy, chế cho nó máu. Nào, xem nó viết nó có khác không nhé anh chị em nhé. Chỗ này nó có khoảng độ mấy trăm từ thôi. Ba trăm mười tám từ. Đấy,
Cái đoạn này có 318 từ thôi anh chị ạ. Đấy, nó viết nhiều quá thì nó sẽ, mình nói là tiếp tục từ đoạn còn dang dở nhé. Đấy, thì nó viết đúng từ cái đoạn này luôn. Nếu mình chỉ nói tiếp tục thì có thể nó là gì ạ? Nó tiếp tục lại từ đầu này, thì lúc sau mình copy nó khó. Anh chị em thấy không ạ? Rồi nhá. Đấy, vẫn đang viết này. Đấy. Cơ hội và tiềm năng này, tăng trưởng kinh tế, cải thiện hiệu suất, công nghiệp bằng nhau mang đến công nghệ tiên tiến này, giúp cải thiện hiệu suất này, cho phép công nghiệp tạo ra các cái sản phẩm, dịch vụ mới, phát triển mô hình kinh doanh mới này, tăng sự tương tác doanh nghiệp này, cải thiện chất lượng và độ chính xác sản phẩm này, tăng cường độ chính xác của sản phẩm thông qua trí tuệ nhân tạo này, tạo ra các nghề nghiệp mới này, bao gồm công nghệ mới liên quan lập trình, kỹ thuật số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thiết kế và triển khai hệ thống IoT này, thúc đẩy đổi mới sáng tạo này. Đấy, nhờ sản phẩm dịch vụ mà phát triển kinh tế này, những thách thức này, đòi hỏi mang kiến thức kỹ năng mới này. Đấy, nguy cơ mất việc làm này, thấy chưa? Đấy, chi phí đầu tư cao này, an ninh thông tin dữ liệu này, đấy, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ này. Anh chị em thấy không? Kết luận này, công nghiệp 4.0 mang đến nhiều cơ hội thách thức này. Hay chưa? Đấy, mình phải nói đến cơ hội và thách thức. Tại vì sao ạ? Bởi vì nó là cơ hội nhưng nó thách thức. Rất nhiều ngành nghề sẽ bị sao ạ? Sẽ bị mất, biến mất, nhưng mà sẽ có những ngành nghề mới sinh ra. Đó. Cái này nó sẽ là tên ít đợi một luôn. Đấy, phần 2. Đấy, cơ hội này. Cái này sẽ là gì ạ? Hit 2. Đấy, cái này là hit 3. Đấy. Cái này là 3 này. Úp ù. Ơi. Có cái chun không? Ừ, không có. Rồi, cái này chỉnh sau nhé. Đấy. Đó. Ừ. Như vậy là mình làm đến đâu là mình chỉnh luôn đến đấy được. Phần 2 này, cơ hội này, thách thức này. Rồi, đấy, copy này. Copy tiếp này. Được chưa? Đấy. Đó. Trong này. Trong công nghiệp mới này. Đó, phần 3 kết luận này. Đó. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần 2 này. Đó, bây giờ lại tiếp tục đến phần 3 này. Học tập trong thời đại công nghệ mới này. Đó, mình lại đưa vào đây. Mình lại tiếp tục cái đoạn này. Cắt cái đoạn này đi. Dán vào cái phần này. Đấy, đây là phần 3 nhé. Phần 3 nhé. Đấy. Yêu cầu này. Yêu cầu, chỗ này mình phải thay đổi yêu cầu nhé. Đấy, thay đổi để làm gì ạ? Để nó không bị nhàm chán, nó không bị lặp lại nhé. Có những gì ạ? Có những ví dụ cụ thể. Ừ. Giọng văn chuyên nghiệp. Đấy. Thân thiện. Khoảng độ dài 2.000 từ nhé. Độ dài 2.000 từ. Đấy. Rồi phần học tập này phần quan trọng nhất mà. Cho viết hẳn 2.000 từ luôn. Thì cuốn sách nó mới dài được anh em ạ. Không thì nó ngắn quá. Việc của mình đó là gì ạ? Chỉ cần copy cái đoạn này thôi. Tiếp tục từ đoạn còn dang dở. Đấy, copy cái đoạn này này. Thấy chưa? Nó lại viết tiếp. Rồi, trong lúc nó viết thì sao ạ? Thì mình copy thằng này. Mình đưa sang đây. Được không? Đấy. Đấy, mình xóa cái thằng này đi. Đấy. Được chưa? Xong rồi lại chỉnh thằng này. Đấy. Được chưa? Ừ. Rồi. À, vẫn lại dở tiếp, nó 2.000 từ thì nó còn dở còn nhiều. Ừ. Thì trong lúc mà nó viết mình lại copy thằng này chuyển sang đây. Đấy. Được chưa? Ừ. Đấy. Trong lúc nó làm thì mình lại ngồi mình chỉnh cái tiêu đề này.
Đấy, chuyển sang header 2. Đấy, chuyển sang header 2. Đó. Đến đoạn này thì mình sang đây mình copy. Đấy, copy cái đoạn này. À, xong rồi. Có 2000 từ mà nhanh thế. Rồi, copy sang bên này. Sự các kỹ năng. Rồi. Đấy, như vậy là đã xong cái phần số 3. Xong phần số 4 này. Tương tự như vậy. Copy này. Rồi. Dán vào tạm vào đây này. Đấy, xong đầu. Tiếp tục cái này này. Dán vào đây này. Copy này. Cái đoạn này chỉ muốn copy paste nó hơi buồn tí anh chị em nhé. Thông cảm bởi vì cuốn sách nó thế. Đấy, có mỗi copy paste thôi mà. Rồi. Đây. Ok này. Cái đoạn này nhá. Mình lại gì ạ? Mình lại yêu cầu hơi khác một tí nha, mình phải bỏ cái yêu cầu đi. Đấy. Đó, yêu cầu có những gì ạ? À, nghiên cứu có dẫn chứng. Có dẫn chứng. Ừ. Có tên người, nhà khoa học. Ừ. Ừ. Rồi à, có các số liệu và thống kê. Đấy. Giọng văn phân tích học thuật. Đấy, tại sao anh chị em ạ? Bởi vì sao? Khi mà mình nói giọng văn nó khác nhau ấy thì cái mô típ của nó sẽ không bị trùng và mình đọc mình đỡ bị phát hiện ra là máy viết. Đấy, chỗ này mình cho nó dài hẳn 3000 từ đi, thử xem nó có chạy được không. Ok không anh chị em? Cho sách nó dài mà có gì đâu. Ok không? Đấy, anh chị em thấy không? Nó bắn như máy luôn, đúng là máy thật. Thế này có phải nhà được viết cuốn sách tí xong chẳng đến 8 tiếng đâu anh chị em ạ. Nhưng mà cái lúc mà tinh chỉnh anh chị em phải đọc lại hết cuốn sách nha. Đọc hết lại cuốn sách đừng có ấy. Tiếp tục. Từ đoạn. Còn giờ. Đấy. Còn giang dở nó khác, còn dở phát nó nhảy mẹ lên đây nó làm. Nó bỏ mất cái chữ này. Đấy. Rồi không sao. Làm nhiều mình sẽ có kinh nghiệm thôi anh chị em. Xóa cái thằng này đi. Đấy. Nó tự trình bày luôn cho mình đẹp luôn đấy anh chị em. Không cần làm gì, trình bày luôn cho mình. Mà đặc biệt thằng này có một cái hay anh chị em biết là cái gì không ạ? Không hề có một lỗi chính tả nào luôn. Đố anh chị em tìm được lỗi chính tả của nó. Học tập và tự diện. Tự quản. Cái đoạn này có vẻ nó thiếu kiến thức hay sao viết ngắn đấy nhỉ. Rồi nha. Mình có thể yêu cầu nó vậy, mở rộng hơn. Thôi được rồi, tạm thời thế. Ví dụ thôi. Rồi à, đây là chương mấy rồi? Đây là chương 5 này. Chương 5 này. Năm nhá. Năm này. Thay đổi công việc và những nghề nghiệp mới, tầm nhìn tương lai công nghiệp mới này. Được chưa? Chỗ này thì mình đã yêu cầu nó lại viết khác này. Đấy. Mình chỗ này mình sẽ yêu cầu là công việc trong thời đại mới ấy. Ừ, có những gì ạ? À, có những bài báo, dẫn chứng. Được chưa? À, có ví dụ minh họa, được chưa? Có câu chuyện mở đầu phản ánh thực trạng vấn đề và giải pháp. Dài khoảng 3000 từ cho nó máu. Tiếp tục đi bạn. Lại copy.
trong lúc nó đang viết thì mình lại copy dán vào đây, xóa thằng này đi, chuyển thằng này lên ít tờ một đấy, thằng này thằng này là hit tờ hai đấy. Đây nó còn có mục số 6, số 7, số 8 nữa cơ mà. Anh chị em thoải mái sách kiểu gì cũng dày. Yên tâm là kiểu gì sách cũng dày. Đây là một. Ô, thằng này có vẻ là nó không có nhiều thứ để nó viết hay sao ấy. Về cái chủ đề này nó vẻ nó hơi ngu sao, nó không có nhiều thứ nó viết cho nên là nó viết hơi ngắn, mình bảo viết 3.000 từ, viết có mấy trăm từ đã hết chữ rồi viết rồi. Rồi, thay đổi công việc này. Rồi, không sao. Mình sạch ngắn thì mình sẽ viết kiểu ngắn. Rồi nhá, tiếp tục này. Rồi. 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 Đấy. Là phần nhá. À, cái đoạn này nha, mình lại thay đổi này. Chỗ này là cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp này. Đấy. Có những hướng dẫn, có những ví dụ này. Ví dụ tên các doanh nghiệp nổi tiếng này. Đấy. À, bài học thực tế này. Đấy. Gợi ý này. À, rồi kinh nghiệm này. Đấy chưa? Đấy. Tức là mỗi một cái đoạn ấy mình sẽ cho vào đấy những cái yếu tố khác nhau để làm gì ạ? Để các cái đoạn nó sẽ không có bị lập. Đấy. Cái này là cái kinh nghiệm khi mà Huy viết cái cuốn sách đầu tiên ấy, tức là mình chỉ có mỗi copy một cái giọng văn và áp cho tất cả các chương ấy. Cho nên các chương mình cứ thế đọc nó cứ thế nó quen quen, nó cứ thế nó lập đi lập lại. Đấy, nhưng mà bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi. Mỗi một cái đoạn ấy là mình sẽ có cái giọng khác nhau, mình yêu cầu khác nhau thì nó sẽ đỡ bị cái sự lặp lại. Được chưa? Đây là phần thứ 6. Phần 6 nhé. Phần 6 này. Hit the home. Đây. Tiếp tục đi bạn. Tiếp tục từ chỗ ngang giờ. Xong xong rồi anh chị ạ, xong xong cuốn sách rồi đấy, 30 phút xong cuốn sách. Tất nhiên mới xong phần thô thôi nhé. Còn mình tinh chỉnh nữa nhé. Mình còn tinh chỉnh nữa anh chị em nhé. Xong đến phần thứ 6 rồi đây này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy phần thứ 6 này, còn mỗi phần thứ 7 cuối cùng anh chị em làm nốt luôn nhé. Phần thứ 7 kết luận thì chắc đơn giản rồi. Copy paste thôi mà, có cái gì đâu. Quá đơn giản. Ai làm được, trẻ con làm được. Mà cái chủ đề này khó không ạ? Quá khó luôn. Chủ đề này quá khoai luôn, đến ChatGPT nó còn thấy khoai nữa là mình. ChatGPT cũng không có nhiều chữ để viết về cái phần này, bởi vì nó là học thuật mà nó lại là chuyên sâu. Đấy. Ok nha, cái đoạn là phần 7 này. Cái này là tinh thần sẵn sàng học tập thích ứng này. Chứ quan tâm phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp này, tìm hiểu và cập nhật kiến thức mới này. Cái này ấy, thì mình lại yêu cầu là gì ạ? Là yêu cầu là gì ạ? Là giọng văn hào hùng, truyền cảm hứng. Đấy. Đấy. Có tên các tên những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng và những câu nói nổi tiếng phù hợp với nội dung của phần này. Đấy. Được không anh em? Mình lại làm nó khác đi một tí. Cứ cho 3.000 từ viết được bao nhiêu thì viết. Được chưa? Copy này. Ai,
sách này. Trích dẫn lời của Steve Jobs này, một trong nhân vật thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này. Stay hungry, stay full sleep. Đấy, kinh chưa? Ý nghĩa câu nói là chúng ta luôn cần đam mê, tò mò và không ngừng học hỏi để không bao giờ tụt lại phía sau trong một môi trường công nghiệp này, với tinh thần sẵn sàng học hỏi này. Được chưa? Đấy. Cái đoạn này có vẻ hơi ngắn không nhỉ? Thôi được rồi, thế thôi. Mình viết gọi là sách ví dụ thôi, kết luận. Mình coi như là viết một cái gọi là sách ngắn thôi, không cần quá cầu kỳ. Cần thiết thì mình sẽ cho thêm hình ảnh vào là nó sẽ nhiều ngay. Đấy. Có kế hoạch, có kế hoạch, có tư vấn, cho người đọc kế hoạch hành động. Rồi, 2.000 từ. Rồi, xong xong cuốn sách rồi anh chị em. Trên 30 phút. Ừ, cái đoạn này nó bị trùng lên trên rồi, mình sẽ phải yêu cầu nó viết lại nha. Rồi, bỏ phần này đi. À, quên mất, mình copy lại. Đấy, nó bị trùng ngay. Thế nha. Rồi. Đấy. Giọng văn, thấu hiểu, ẩn ý, có chiều sâu, giống người nói, chia sẻ. Đấy. Vậy. Rồi, xem nó có khác viết khác kia. Tuy nhiên đặt ra thách thức đối với đào tạo con người. Chúng ta thảo luận vấn đề này cũng được. Tóm tắt này, khuyến nghị và lời khuyên này. Cuối cùng này. Cho lời khuyên là thứ nhất, thứ hai, thứ ba này. Đó, cuối cùng này. Đấy, có hành động cụ thể này. Rồi, ok nha. Như vậy là phần kết luận là cũng đã tạo ổn rồi. 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 Kết luận này. Để tổng kết lại. Tổng kết lại các khuyến nghị lời khuyên này. Đấy, đến đây thôi này. Đấy. Rồi, thế là chúng ta đã xong cuốn sách. Được chưa? Chúng ta đã viết xong cuốn sách này rồi. Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta viết xong cuốn sách này rồi nhé. Bây giờ Huy sẽ... cái này mà chuyển sang đấy thì ok. Mình chuyển sang Word, mình làm sách in sách giấy cho nó dễ nhé. Chuyển sang Word mình làm sách giấy cho nó dễ nhé. Chuyển sang Word. Đấy. Rồi. Đấy. Giới thiệu.
Vâng. Mình là sang quân này thì mình kiểu đề một đề. Vâng. Đấy. Bây giờ mình làm lại cái thằng này một tí này. Control 1 này. Đấy, Control 2 này. Control 2 này. Đấy. Đây mình chuyển tiêu đề, mình nhấn Control An này với số 1 này thì nó nhảy sang tiêu đề 1 này anh chị em này. Đấy, mình cứ bôi này xong rồi mình nhấn Control An này nó sang nhảy sang tiêu đề 2 này. Anh chị em thấy không ạ? Đây là 2 này. Đấy, tiêu đề 2 này. Đấy, đây là tiêu đề 1 này. Đây là tiêu đề 2 này. Đây là tiêu đề 2 này. Đó. Rồi. Thằng này là tiêu đề 1 này. Thằng này là tiêu đề 2 này. Thằng này là tiêu đề 2 này. Đấy, thằng này là tiêu đề 1, thằng này là tiêu đề 2, thằng này là số 1 ở đây. Chưa, tiêu đề 2 này. Đấy, rồi. À, đây là phần 3 đúng không nhỉ? À, đây phần 4 đây, xóa này đi. Đấy, chỗ này là tiêu đề 1 này. Đó. Phần 4 kết thúc này, tiêu đề 1 này. Đấy. Rồi. Các khuyến nghị cho độc giả này. Đấy. Độc giả này. Đấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ chèn mục lục nhá. Đầu tiên là mình sẽ làm mấy bước sau này. Control A này. Đấy, sau khi mình làm hết xong Control A này, mình đưa cái kích thước lên là khoảng 15 nhá. Đấy. Cái cách dòng mình để cho 1.5 nhá. Được chưa? Đấy, rồi. Chỗ này là mục lục này. Mình sẽ nhấn là chèn này. Được chưa? Kéo xuống dưới là chọn mục lục này. Chọn sang đây này, văn bản thuần túy này. Đó. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có phần mục lục này. Đấy. Mục lục này. Được chưa? Cái này mình nhấn Control Enter nó xuống sang phần này luôn. Được chưa? Bôi đen nó đi. Đấy. Cái này có thể là cho 1.1 này. Là phần 1 này. Đấy. Đây là phần 2 này. Đó. Mình bôi đen nó cho nó. Cho nó. Đấy. Để trông nó đẹp ngay. Phần 2 này. Đấy. Tiêu đề 1 này. Nó to lên tí. Cái này cho to lên tí. Chưa? Chưa? Cái này là cho màu đen đi. Đấy, cái này cho nó màu đen đi. Đấy, cái này màu đen đi. Xóa này đi. Control Enter để sang phần mới. Đấy, bôi đen này, cho lên 17 này. Đấy, cái này chỉ cần bôi đen này. Đấy, bôi đen này. Đấy. Đấy. Kỹ năng cần thiết này, đây là phần 4 rồi này. Phần 4 này. Được chưa? Đấy. Đấy. Đấy, nó lên 20 rồi. Kỹ năng chuyên môn này. Kỹ năng chuyên môn thì thằng này số 1 thì thằng này nó phải số 2 chứ. Kỹ năng chuyên môn này. Đấy, thì thằng này nó phải số 2 này. Đấy. Được chưa? Đó. Đây hôm nay nó phải là số 3 này. Đấy. Được chưa? Rồi, phần 5 này. Đấy, cái này nó phải là tiêu đề 1 phải cho lên 20 đi. À, 18 thôi. Đó. Thằng này 18 thôi. Đấy, sắp xong cuốn sách rồi đây anh chị em ạ. Rồi. Ok, thằng này bôi đen đi. Rồi. Thằng này bôi đen đi. Đấy, ngồi cái đoạn này là cái đoạn mà mất thời gian nhất đây này. Là cái đoạn mà phải chỉnh này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà cũng nhanh thôi bởi vì là hầu như là nó đã có sẵn hết rồi. Nó đã làm cho mình rất là tốt rồi. Đấy, cho nên là gần như là mình cũng không cần phải làm nhiều. Đấy, chỉ có chỉnh một tí thôi. Và đặc biệt là có cái hay nhất đấy là nó không có lỗi chính tả. Đấy chị em ạ. Nó không có lỗi chính tả cho nên là mình nhàn lắm. Đấy. Đấy, cái bộ đen này cho nên là 17 này.
Rồi, xong nhá. Đấy, xong cái phần nó gọi là ác. Đây, còn phần này, còn phần kết luận này. Đấy. Ok chưa? Đấy, giờ xong nhá. Được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ chèn thêm này. Thứ nhất đấy là số trang này. Mình chèn số trang vào này. Đấy, nó có số trang này. Được chưa? Chèn thêm cái tên của mình này. Đầu trang này, chân trang này. Mình có thể chèn thêm cái tên của mình, ví dụ như là Nguyễn Quang Huy này. Đấy. Đấy, mình có thể chỉnh sang bên này. Đấy, đấy, cái này mình cho nó in nghiêng đi. Được chưa? Đó. Ở phía trên này thì mình cho nó là gì ạ? Tiêu đề cuốn sách này gì ạ? Là kỹ năng này. Tiêu đề cuốn sách này. À, cái này mình cho nó tăng lên này. Đây nhá. Đấy nhá, cái này mình cho tăng lên nhá. Đấy. Rồi. Tiêu đề cuốn sách này là gì nhỉ? Quên mất cái tiêu đề. Rồi, kéo lên trên. Đây. Học tập và làm việc trong thời đại, nguồn cảm hứng cần thiết. Đúng không nhỉ? Đây nhá. À, đây. Học tập và làm việc trong thời đại công nghiệp 4.0. Tên của cuốn sách mình sẽ đặt lên trên này. Nguồn cảm hứng và kỹ năng cần thiết. Mình cho chữ này nhỏ đi một tí. Cho nghiêng đi. Đấy. Rồi. Xong nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo nào? Mình có hai việc cần làm nhé. Một đấy là gì ạ? Mình cho cái bìa. Cái bìa với cả cái đoạn cuối là cái bìa trước và bìa sau. Được chưa? Đấy. Bây giờ làm bìa thì làm như nào? Đấy. Làm bìa ấy, đầu tiên ấy là mình vào đây. Lê Sika. Đây. Mình vào đây. Mình tìm kiếm, đây là những cái ảnh AI mà do gì ạ? Do những cái người ở trên internet họ làm rồi, và tất cả các ảnh này mình đều được lấy bản quyền. Đấy, in ấn thoải mái. Đấy, không vấn đề gì. Hoặc là mình tự tạo ra, được chưa? Hoặc là mình có thể mình dùng Midjourney để mình tạo ra những cái ảnh riêng cho mình. Nhưng mà mình tạo ra thì ở đây nó có hàng triệu bức ảnh, mình tạo ra này dễ hơn. Bây giờ mình thử nghĩ xem là cái tiêu đề của mình là gì ạ? Học tập được này, học tập và làm việc trong thời đại mới này, được chưa? Thì mình sẽ có một cái dịch đi. Mình sẽ dịch sang tiếng Anh này để mình lấy cái từ khóa này. Đấy, mình lấy cái từ khóa này. Mình vào đây nhá. Đấy. Studying này, working này. Đó, thì mình search thử xem. Đúng cái tiêu đề cuốn sách này mình search thử xem. À, anh chị em thấy không? Học tập và làm việc trong thời đại 4.0 này. Đấy, có robot này. Được không anh chị em? Đấy, được nha. Mình thử copy xuống. Mình vào đây. Xuống phần viết sách. Đấy, đây là gì ạ? Là đấy. Rồi. Một ảnh nha. Rồi, cái nào nữa? Cái này được không? Cũng được nha. Đấy. Rồi, tiếp tục nha. À, cái này mang tính chất nghệ thuật. À, cái này không rõ lắm. Học tập. Cái này cũng hay này. Đấy. Học tập và làm việc, nó vừa có học tập vừa làm việc. Ồ. Đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Có rất nhiều ảnh để cho chúng ta lấy. Thay vì mình nghĩ ra thì mình bảo nó mình search phát nó ra hết luôn. Đấy. Được chưa? Rất nhiều ảnh luôn. Đấy. Nhiều không? Thoải mái luôn. Đó, học tập này. Đấy, cái này cũng hay này, nhưng mà nó hình ngang, mình đang cần hình dọc. Được chưa? Học tập này. Đấy. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử bằng Midjourney nhá. Con này mình đưa vào đây, mình generate này. Mình đưa vào đây này. Generate này. Mình tự tạo ảnh ở trên thằng Lexica này luôn. Đồng thời mình vào bên Discord. Mình dạ. Mình vào Discord để mình ấy luôn. Vào Discord để mình
Mình tạo một cái luôn. Đây. Đấy, cứ đúng tự tiêu đề, đúng tiêu đề sách luôn. Đúng tiêu đề sách luôn, sẽ nói ra cái gì không? Được chưa? Đây là cái mà mình đã tạo ra nhá. Cái này là mình tạo ra anh chị em nhá, tạo ra mới hoàn toàn luôn này. Tạo mới hoàn toàn luôn này. Đấy thì mình có thể lấy cái hình ảnh này được này. Đấy, được chưa? Đây là hình ảnh do mình tạo ra này, được chưa? Ừ. Đây là bên Midjourney. Midjourney thì nó sẽ đẹp hơn anh chị em nhá. Nó sẽ có một cái hay riêng của nó. Rồi. Anh chị em thấy chọn được cái nào? 4.0 này, đấy, cũng có vẻ hay này. Đúng không? Cô gái này hay là anh chàng này hơi căng thẳng. Đấy. Rồi, mình dùng cái số 1 nhá. U1 nhá, upscale cái U1 này lên. Đó, cái này thì hơi cơ khí một tí. Được chưa? Cái này có vẻ xịn hơn. Đó. Được chưa? Đợi nó upscale lên, thế là mình sẽ có một cái ông thì Huy chọn cái này đi. Được chưa? Cái này thì nó giống như kiểu chứng khoán. Đó, thôi được rồi, mình sẽ lấy một cái lúc nãy. Mình vào Canva nhé, bây giờ vào Canva nhé. Rồi, xong mình chọn là Book Cover. Book Cover. Đấy, nhấn Enter. Đấy, nó sẽ ra rất nhiều cái Book Cover cho mình chọn nhé. Đấy, đó, mình chọn đại một cái đi. Đấy, sử dụng cái này. Được chưa? Ừ, xong rồi mình upload lên cái ảnh của mình vừa mới đào ấy. Đây, mình chọn một cái đi. Mình chọn cái nào đi đi. Chọn cái này, mình thích cái này. Đấy. Thử đưa vào đây. Được không chị em? Đấy. Được chưa? Ừ. Thì chỗ này mình sẽ ghi vào đây. Đấy. Nha. Ừ. Học tập làm việc này trong thời đại công nghiệp 4.0 này. Đấy. Nguồn cảm hứng và gì ạ? Những kỹ năng cần thiết này. Đấy. Ừ. Nha, mình chỉnh lại một chút nha. Ok nha. Rồi. Bây giờ mình muốn nó rõ hơn không? Muốn rõ hơn không? Mình cho thêm cái nền nó vào. Đấy là rõ ngay. Chị em nhé. Rất là dễ. Nền thì nó lại che mất cái ấy sao? Nó che mất cái ấy sao? Mình để cái nền nó vậy. Nó hơi mờ một chút. Đó. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi, cái nền này mình lại nhân bản nó lên. Mình kéo xuống dưới này. Đấy. Được chưa? Đấy, mình cho nó xuống dưới. Mình cho nó xuống dưới. Đấy, nó lại nổi lên ngay, thấy chưa? Đấy. Đấy. Cho nó xuống dưới. Đấy, cho nó màu khác đi một tí. Đấy. Được chưa? Ừ. Cái này cho màu khác đi một tí. Ok nhá. Cái này cho màu một tối một tí nhá. Ừ. Đấy. Mình cho nó bé đi một tí này. Cho nó rộng này. Đấy. Đó. Chưa? Biết bởi này. Đấy. Tác giả này. Đấy. Nguyễn Quang Huy. Được chưa?
anh chị em nào mà muốn đồng tác giả với Huy nhá, anh chị em Huy sẽ gửi cái bản thảo này nhá, anh chị em sẽ sửa lỗi, đọc hết sửa lỗi cho Huy, đúng không? Đấy. Cuốn sách bán chạy nhất, đấy, best seller, thời đại mới. Thời đại mới chẳng biết thời đại nào, nhưng biết là bán chạy nhất thôi. Thế là được, ok không? Muốn nó nổi lên không? Muốn nổi lên thì mình chọn effect này. Đấy, mình cho shadow và phát nó nổi lên ngay nhé. Đấy, đấy thế. Mình chọn effect, mình cho shadow. Đấy, rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái bìa sách này. Được chưa? Rồi, chúng ta share xuống này, download xuống này, chọn JPG này, nhấn mình chọn size vừa thôi. Rồi, download này. Rồi, đấy, chúng ta đã cover 1 này. Mình có thể làm một cái bản tiếng Anh luôn nhé. Thôi bây giờ mình tạm thời bản tiếng Việt nhé. Đấy, xong mình sang đây này. Mình chọn ở bên dưới này. Mình về vào home nhé. Về home nhé. Mình chọn là Smart Mockup này. Được chưa? Đấy, ở đây nó có rất nhiều những cái hình cuốn sách như này này. Được chưa? Đấy, mình sẽ chọn một cái tiêu đề, một cái mockup này. Đấy, xong mình chọn ở đây này. Mình upload đây này. Đây, mình upload cái bìa cuốn sách mình mới đưa lên này. Đấy. Được chưa ạ? Cho vào đây này. Được chưa ạ? Select này. Thế là nó vào thôi, mình điều chỉnh lại một chút cho nó vừa. Thế là ngon, ok, save này. Đấy, sau đó mình save mẫu này. Được chưa? Đấy. Đấy, mình nhấn download xuống. Đấy. Như vậy là mình đã có một cái cuốn sách được thiết kế. Được chưa? Rồi. Sau đó thì mình đưa vào trong cái này như nào? Mình đưa vào trong cái này như nào? Đấy, việc mình nhấn tab này, nhấn tải xuống này. Mình tải xuống doc hoặc tải xuống PDF nhé. Giờ mình tải xuống PDF luôn này. Rồi, mình tải xuống PDF nhé. Rồi, xong mình mở cái file PDF này đây này. Được chưa? Ok nhá. Xong vào, đây là dùng phần mềm Forsys PDF Editor nhé. Phần mềm này cũng miễn phí luôn. Đấy, mình có thể là gì ạ? Chỗ này mình thêm cái bìa vào đây, mình thêm cái ảnh bìa này. Được chưa? Mình thêm cái ảnh Add Image này. Ở chỗ này là có nút Add Image này, Add Form File này. Được chưa? Đó, mình chọn cái bìa này. Đấy, thì nó hơi to này. Mình cho nó nhỏ lại một tí này. Nó hơi to, mình cho nó nhỏ lại. Ơ, sao chưa nhìn thấy nhỉ? Chưa nhìn thấy to nhỏ nhỉ? Đang nhìn thấy ở chỗ mục. Ở đây. Thấy chưa? Rồi ạ. Đây này, đây nhá. Đấy, mình điều chỉnh cho nó vừa vào cái kích thước cái ảnh này của mình. Đấy, như vậy là mình đã thêm cái bìa sách. Rồi. Rồi, mình thêm cái bìa sách vào đây. Đấy, như vậy là cuốn sách này đã hoàn thành. Đó, ok chưa ạ? Rồi nhá, mình có làm thêm cái bìa phía sau nữa. Cái bìa phía sau mình làm thêm nữa thì mình làm. Ok nhá, rồi, xong đấy thì mình xếp nó vào. Rồi, bây giờ như nào? Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần này. Vào anyflip.com nhá. Anyflip.com thì Huy đã đăng nhập rồi, cái này cũng miễn phí. Đấy, xong mình nhấn vào Quick Upload này. Cái đăng nhập rất là dễ, đây này. Đấy, đăng nhập có thể dùng Google này, rất là dễ thôi. Đó, Huy đã đăng nhập vào rồi, cái này thì không khó, anh chị em tạo cái tài khoản Anyflip này. Đấy, nó cũng miễn phí nhé. Đấy, Huy có mấy cái cuốn sách mình đưa lên đây rồi đây này. Đó, sau đó mình nhấn là Quick Upload này. Thấy chưa? Đó, Add New Book này, thì mình upload PDF này. Chọn PDF ở đây này, nó tự động hiện ra cái chữ ở đây này. Đúng không ạ? Cái keyword của mình đó là gì ạ? Học tập này. Đấy, làm việc này. Đấy, 4.0 này. Đấy, ví dụ thế. Cảm hứng này. Đấy, kỹ năng này, ví dụ thế. Catalog thì mình để catalog là education này, được chưa ạ? Allow read to download PDF label này, allow reader này, có cho phép mọi người download hay không này. Ví dụ như mình không cho phép chẳng hạn, mình chỉ cho đọc thôi, không cho download này, thì mình đến vào đây này, được chưa ạ? Mình có thể có những cái template này, đấy, hoặc là những cái đấy này, ví dụ như là mình để là đấy.
cái template là cái nền ấy, cái nền của cuốn sách ấy. Đó, advanced này, màu sắc các thứ này, đấy, bookmark này, đấy, cái này không quan trọng đâu. Mình nhấn save and close này. Thế là mình xong cuốn sách, xuất bản xong cuốn sách mà có thể là gì ạ? Lật dở luôn anh chị em nhé. Ngồi nói chuyện lan man đến 11 giờ bắt đầu làm, bây giờ 12 giờ hơn là mình đã có cuốn sách mình xuất bản và hoàn thiện rồi anh chị em. Anh chị em thấy sao ạ? Rồi, anh chị em comment xuống điều gì đấy mà anh chị em cảm thấy hào hứng trong buổi sáng ngày hôm nay.